được bà con đón nhận rất nhiều. Quý vị thật là tuyệt vời, và bà con Quảng Trị rồi bà con Huế cũng rất là tuyệt vời. Hai quý vị phải là rất nhiều người, chỉ là các cán bộ kêu cung phu đạp dép hay quá. Thôi gì nữa.
Đây đây. Rồi dừng lại. Ôi ba con dừng lại ơi.